บอร์สีน้ำแดงซึ่งกระทั่งกองหลังเลยมาlà như nước nhỉ xuống nước là có to đấy hả chính xác rồi bây giờ phải bảo người trên phòng giãn ra chạy rồi về thay đồ lặng ra rồi sai con lên con bé này về chết châu rồi thủng hết bụng đo lắc láo rồi. Đang về nha. Đo mắt lắc láo rồi. Lên đây. Chảy nước này còn lâu chảy. Lâu lắm. Nước nó càng tiếc. Bạn trộn đi phần trắng. Đi ra dập chương nhé. Rõ nhanh. Lúc phải đánh tiếp. chạy đây là cái sừng nối của nó cứng nhỉ, tôi tưởng nó sừng nối tí mệt rồi đi để mà chết luôn này. Đi rồi. Cút chim ơi. Mất chim ơi. Đây là kiểu quái mà coi. Đi đi bất chi rồi chặn nó đọc nước này xem thế nó mới đại thôi nó quay ngang rồi hỏng quá tức bụng mà mẹ thành hết bụng rồi tí có nói mẹ ruột rồi đấy vào bắt đánh tiếng đồng hồ đây rồi.
Ừ. Con trâu đầu như con trâu con 16 vậy nhỉ. Chạy ơi. Chạy ơi. Đấu lên được á. Chạy ơi. Chưa chạy đâu, đánh nước này còn chạy đâu. Có chừng ngắn để đánh thịt rồi. Hay đánh cạn hay không? Lâu rồi. Lâu rồi. Thằng mét thâu mà mút. Đi nào đi, mẹ nó cả đấy. Xem sắp chán rồi. Đi về đi. Quả. Xem nó chán mất rồi. Đánh này không kinh tế. Anh chạy ngay vừa chán vừa lo. Lo với nhau rồi mẹ. Cho đấy bên nào thua coi chừng thua. Chạy, 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 chạy rồi. Chạy, chạy. Đang tìm đường thôi. Chạy rồi. Vứt bụng rồi. Đánh chưa? Chạy, 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 chạy. Đấy khả năng chạy. Mấy chạy rồi. Dòng nó lên. Muốn lên bờ. Hơn nửa tiếng rồi. Chạy. Đấy tìm. Mẹ nó đường về. Đúng rồi, đúng rồi. Chạy, chạy, phải chạy. Phải chạy, phải chạy. Phải chạy, phải chạy. Phải chạy, phải chạy, bé phải chạy. Hòa đi, giữ châu. Hai bên hòa đi, hòa đi, hòa đi, giữ châu. Ai chủ châu? Anh chủ châu đâu? Ai chủ châu bên kia? Anh chủ châu. Đã. Có chủ châu với anh em bắt tay hòa để quyết. Bắt hòa giữ lại hai châu nha anh em nha. Thôi giữ lại hai châu mới tí đi. Hai hư châu đi. Con nào chạy bắt tay xong cái con nào chạy bắt hòa. Bây giờ để thắng thua đây, hòa gì cơ? Đơn giản. Để thắng thua đây. Đây là nhà đây. Em đại diện cho. Đi. Chục triệu làm gì mà. Kể cả hòa nhá. Đấy đi ra như này bắt đơn giản có gì đâu. Châu Hòa ngay là lên tiền. Đây đây em đại diện cho. Anh ơi. Đây em đại diện Châu Càng ông mình. Ông trong của em tắc chuyện đâu á. Ok. Bảo ơi. Thôi thôi thôi.
Nó đang lợi thế làm gì nó chạy. Bắt một con. Đúng rồi, đúng rồi. Không hòa nữa. Bật chim rồi, bật chim rồi. Chạy. Bật chim rồi. Thôi tí rồi. Giờ trông nó đánh không mà. Chặt bé này không mà lôi được, chặt to rồi được. Hòa rồi còn đâu nữa. Mẹ đéo ấy thì người vào nó lấn một phát chết luôn. Tạm nghe tí chết đâu. Nhầm người rồi. Cái chặt bé tì đi kia được kéo kéo được chặt cái chặt bé tì kia rồi kéo được trâu. Chiến lực luôn hơn. Chết có làm chết người như tôi.
khoa rồi. Bắt mũi rồi còn đi đâu nữa. Chẳng như là lôi thế nào được con trâu đấy. Đấy là chết tôi bây giờ đi. Vậy. Chết người. Đằng nào chấp nhận cho nó chạy rồi, đéo kéo không? Kéo bằng mắt. Thủy chiến. Giờ này nó xúc một áp hơn. Đi. Nó nhảy. Nhảy ghê thật đấy. Đéo chạy đâu, về đéo chạy. Còn này đấy khoảng 15 phút nữa. 15 phút. Trận này chắc 70 phút đấy. Tránh nhanh Chuyên. Bây giờ phải cán được mồm nó thì nó mới chạy, không đéo chạy đâu còn vé. Nó còn sừng ở đâu anh? Đéo còn sừng nữa mà bắt. Bảo lấy mẹ lấy chạc hai con lôi ra, đéo hai bên đéo chịu lôi. Khó rồi. Khó rồi. Ê, cho Tuyến con triệu bạc này. Hòa rồi, cứ đánh như đánh là gì. Thì người ta lại bắt lại bây giờ. Bắt thôi. Con nó chạy tới ngủ mà. Em vẫn đánh thì mẹ để lấy tiền là đền bù. Bắt mũi rồi, nhưng khi nó bỏ hết rồi làm nào. Lao. Mẹ còn buồn lắm rồi con. Tô chơi. Hút. Tránh nhanh Tuyến. Cứ tránh nha. Kệ nó. Còn lâu nó chạy. Tránh như kiểu này còn lâu nó chạy. Đánh cứ đánh rồi, bây giờ sừng đánh rồi. Nhưng mà răng cái nó lại như nào, một cái chân nó bắt được cái gì rồi. Giờ này trâu nó mệt rồi, nó cũng phải kết hợp luôn. Anh ơi,
có trần trào từ đây ra ngủ được này chân này. Ui, mẹ hôm châu vĩ châu quát thì mẹ kéo tí là chết châu vĩ. Như trận hôm đấy nào nó kéo nước nó lòng hết. Cái giống kéo trái miếng mà mẹ chết châu mày. Cái lúc làm người thế làm này. Đây khô này nó hay trông được đông người như này kéo dễ lắm. Chả làm, cứ làm con như lại dấn. Ăn tất đi. Sốc quên. Ôi, đập đi. Quánh như đập chó thì phải ăn trồ đánh. Đây đằng như này cái thỏ tay sơ tuyến nói chung là nó có lực đấy, nó điều sức tốt, sơ tuyến nó điều sức điều sức tốt, nó cứ ra nó nghỉ dơ nó lại đánh con này đánh côn trùng không phải đâu, nó điều sức kia vào cái lúc mà đánh giống nó mất ăn rồi ăn kéo được gì à. Nó bị cắn rồi nó đấy nó bắt được rồi nó khi nào được không bao giờ bắt được nó bắt phòng thân nó cứ con kia đi là con kia lại sấn cứ phòng thân bây con to sảng cái con bé lại sấn bên vùng ấy thì bây giờ bắt được ạ đây có thang chung vào một chân đi chỉ một chân mới còn một chân rồi dạng cô xuống buộc ngay chả xuống ngay buộc cái bên mới buộc ở cái âm dương buộc rồi thì chả buộc hồ mãi ơi bà và cái đấy thường ngay quay đáng lòng nó hòa đứa mất tiền đâu bị mẹ cái này mất tiền đâu con này chả đốt ta bây giờ lên trên châu lên đi chẳng lên đâu lại quanh rồi cậu Tuyến ơi bắt châu vào đi bắt nhưng mà nó không bắt đời nên nó lại giãn màu rồi có phải là mệt không đúng kẻ bắt cho 500 kia thằng kia nó vừa bắt hai con kia lên cứ để nó lên hắc lên đi Tuyến ạ cứ để cho nó này là hắc lên mẹ nó lên cao nó bổ xuống rồi lên bà lại bổ xuống đầu sừng vào mặt nó kéo chạy gần cho lên bờ đi chứ tụi tôi không đuổi nữa. Nó bắt đứng nó lên đây. Sừng càng quá hay luôn. Để từ từ nó lên kia là siêu lì sân nhà. Anh đi lên. Cái hổ dày, nhịp mẹ dày dưới nước quá khôn luôn. Đầu nó nhẹ này lại lên bờ cãi cho lên bờ đi.
Đang chạy đâu? Chạy vào cho nó lặng, đừng lên lại cho nó lặng, cho nó lặng ra đã. Chúng ta đây, ra đây. Về. Hóa nha.